bún cánh lèo nữa. Bún cánh lèo không chưa. Ừ, thoát lắm. Mày ở chợ chơi mấy ngày rồi đấy. Mày làm chơi. Quá chơi. Em đã. Quá nhâm sữa rồi đấy. 7, 6, 4, 8 đi. Bao nhiêu anh ta chợ? Dạ. Bao nhiêu tổng cái kia này? Món mà mang món là người ta biết chọn là phá ra. Dạ, bạn ăn trăm quen mà là sao ăn cũng thấy ngon vậy. Ăn cái này nó lạ miệng quá. Thơm mùi cá luôn. Chơi mấy cái thon đó, thon của anh tí đen. Cái này bún cá cà ri. Còn cái này bún cá nó là một cơm kia. Thì sao anh thấy sao? Dạ, ăn vô nó thanh lắm. Thì giống mà con em nữa, Sài Gòn có bán mà. Dạ, Sài Gòn thì con thấy chỉ có mấy món một à. Bún cá thì ở trên đó nó có cái màu nhẹ nhẹ. Ừ. Câu đó là câu bún cà ri thử nè. Dạ. Nhân câu bún cá nước lèo thêm câu bún cá cà ri. Câu bún cá nước lèo thêm câu bún cá cà ri. Quay thứ hai giống quay
dài. Cho chủ làm bánh mì ngon mà nó ăn như ăn chạy cây mây. Mẹ nó ngon quá à. Chủ sao bánh mì bà con ghé chợ mang bữa nay chợ cho mang có người dân thương ăn những mới sổ hành tinh mới ở trên ca từ cô anh này không dạ.
cái này người ta kêu bằng bánh ống. Bánh ống, bánh ống đen. Một là mình đi tường vừa không được. Nè nè lụa tà cuốn á, ta nhớ mà chênh ca tà cuốn á. Anh nhớ họ có, à có, nhớ mà ăn sao ơi. Lụa tà cuốn ta là nhớ mà chênh ca tà cuốn. Cuốn ca. Nhớ bán lâu mà, lâu không lâu bà lụa ca là phơi à, nâng chênh. Sao anh nhớ mà chênh ca là phơi à. Mất mẹ. Có ăn mất không? Còn muốn ăn mất không? Hả? Muốn ăn thì mua, còn không thì thôi. Cá rô đồng. Xài đi chị ơi. Đồng bí là đồng bầu cái này. Đồng bí hả? Đâu có bánh đúng nào. Cá nằm cái gì chứ cái nhất lộn. Rồi à, hai cá nằm cá à, cá gãy xuống. Rồi còn như là đổ mắt không mắt. Sao chụp gì đó. Đi quay chợ, chợ kêu me cho người ta coi rồi. Cắm cá mì dinh. Nhớ là nhôm tinh mới. Thầy quên hết rồi. Trời ơi, mấy bà đó kêu chú Sáu mà tôi đâu có biết thôi. Không nhớ bà là ai. Này cách chẹp. Mấy cái chợ xã mà cũng cũng lớn không? Chợ xã mà cũng mênh mông à. Bán cơm rượu hả gì? Cơm rượu. Cơm rượu hả? À, mua cơm rượu luôn hả? Bà Phan chân bán chà? Dạ, em không chập. Còn chập làm tiên ông. Cho bè Phan hả? Một một bịch thì 5 ngàn. À, 3 bịch 10 ngàn. 3 bịch 15 ngàn. Câu vậy con lấy bún bịch. Con lấy bún bịch nha. Dạ cho con bún bịch. Ờ tiền buồn. Chạy lại trước chút đi. Này cơm rượu. À. À một bịch 5 ngàn mà 4 bịch thì 10 ngàn. Có ô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.